Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Cục Cảnh sát Giao thông không có chuyện nhầm lẫn khi phạt nồng độ cồn. Mãn hạn tù, đối tượng Lê Minh Thể vẫn không hối cải, tiếp tục xuyên tạc. Thứ trưởng Xây dựng Bùi Hồng Minh vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật. Hết thời doanh nghiệp rón rén đi cửa trước, cửa sau. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cục Cảnh sát Giao thông không có chuyện nhầm lẫn khi phạt nồng độ cồn. Quý vị thân mến, theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục Phó Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn là qua hơi thở, quy trình hai bước cả định tính và định lượng nên không thể nhầm. Tại hội nghị cung cấp thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đầu năm, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục Phó Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã trả lời câu hỏi vì sao Nghị định số 100/2019 xử phạt tài xế có nồng độ cồn, trong khi Quyết định số 320/2014 của Bộ Y tế nêu nồng độ cồn trong máu của người bình thường dưới 10,9 mmol/L. Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói bản thân mỗi người khi sinh ra đã có lượng men nhất định trong máu để giúp tiêu hóa. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông khi kiểm tra nồng độ cồn ngoài hiện trường là đo qua hơi thở, không phải xét nghiệm máu. Quy trình được thực hiện theo hai bước, gồm đo định tính và đo định lượng nên không có chuyện nhầm lẫn. Thiếu tướng Đức nói, cụ thể trên máy đo nồng độ còn có hai chế độ. Khi dừng phương tiện, cảnh sát giao thông sẽ đo bằng chế độ xác định người tham gia có cồn hay không, đó là định tính. Sau khi có kết quả nghi ngờ, cảnh sát sẽ đo để xác định hàm lượng cụ thể là bao nhiêu, làm căn cứ xử phạt. Giải thích thêm, bà Trần Thị Trang, vụ phó pháp chế Bộ Y tế cho biết, Quyết định số 320/2014 quy định về định lượng ethanol, tức nồng độ cồn trong máu. Điểm 4 nhận định kết quả ghi trị số bình thường dưới 10 mmol/L, tương đương dưới 50 mg/100 ml. Ethanol 10,9 đến 21,7 mmol/L thì có biểu hiện đỏ mặt, nôn mửa, phản xạ chậm chạp, giảm nhạy bén. 21,7 mmol/L thì ức chế thần kinh trung ương và 86,8 mmol/L có thể gây nguy hại cho tính mạng. Nội dung trên là sự phân loại các mức ngưỡng nồng độ cồn tương ứng với mức độ biểu hiện ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng theo chuyên môn y tế, không đồng nghĩa với cách bị hiểu cho phép trong máu có nồng độ cồn dưới 0,5023 mg/ml máu hay coi đó là cồn tự nhiên trong cơ thể. Bà Trang nói, lý giải việc một số tài xế nói chỉ ăn hoa ăn quả, uống siro, nhưng khi kiểm tra có cồn, Trung tá Dương Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cho biết, thực tế đã có nhiều tài xế vào viện xét nghiệm máu. Nếu chỉ số xét nghiệm máu ở mức thấp thì cơ quan công an cũng sẽ không xử phạt. Tuy nhiên, những trường hợp như trên rất hãn hữu. Vụ phó pháp chế giải thích thêm, các văn bản quy phạm pháp luật không có quy định về cồn tự nhiên trong cơ thể. Người ăn một số món lên men, một vài loại trái cây có thể có nồng độ cồn, song rất nhỏ, không đáng kể để đến mức kiểm tra hơi thở có cồn. Tuy nhiên, người dân cần biết sau khi ăn những món đó không nên tham gia giao thông ngay mà phải đợi 5 đến 10 phút. Mãn hạn tù, đối tượng Lê Minh Thể vẫn không hối cải, tiếp tục xuyên tạc. Quý vị thân mến, sau khi chấp hành xong bản án 2 năm tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Lê Minh Thể vẫn không ăn năn hối cải. Ngày 22 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Thể, 60 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Công an quận Bình Thủy cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Thể. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, Thể bị Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy xét xử, tuyên 2 năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đến tháng 7 năm 2020, Lê Minh Thể chấp hành xong án phạt tù, trở về cư trú tại địa phương cho đến nay. Không ăn năn, hối cải, Thể vẫn thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật lên trang Facebook cá nhân để nhiều người chia sẻ, bình luận. Thứ trưởng Xây dựng Bùi Hồng Minh vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật. Kính thưa quý vị,
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Hồng Minh vi phạm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành xi măng Việt Nam đến mức phải xem xét kỷ luật. Theo thông cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, tại kỳ họp 26, cơ quan này đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Xây dựng. Ông Minh, nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm. Ông cũng vi phạm trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ, có nguy cơ mất vốn đầu tư. Cơ quan Kiểm tra Trung ương xác định, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số tổ chức, cá nhân cũng có trách nhiệm trong các vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Ông Minh, 52 tuổi, quê Thanh Hóa, có thời gian dài làm việc tại Công ty Xi măng Bút Sơn và Xi măng Hà Tiên. Ông cũng đảm nhận các vị trí lãnh đạo ở Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Vsem, như Tổng Giám đốc từ tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Thành viên từ tháng 8 năm 2019. Ngoài ra, ông còn là Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 6 năm 2021, ông Minh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Xây dựng. Hết thời doanh nghiệp rón rén đi cửa trước, cửa sau. Kính thưa quý vị, doanh nghiệp cứ tự tin phản ánh là lời động viên chân thành và tâm huyết của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trong hội nghị gặp gỡ lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp. Để mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền ngày càng trong sáng hơn, đó là điều Bí thư Thành phố trăn trở. Thực tế cho thấy, việc doanh nghiệp rón rén đi cửa trước, cửa sau, ngại ngùng, khiêm tốn, e dè trong mối quan hệ với chính quyền là điều không phải chưa từng xảy ra. Trong kinh doanh, doanh nghiệp thường có mối quan hệ mật thiết với chính quyền các cấp. Doanh nghiệp càng lớn, mối quan hệ với chính quyền càng rộng. Doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề thì càng có mối quan hệ phức tạp với nhiều ngành các cấp. Một số doanh nghiệp còn có sẵn một bộ phận nhân sự với chức năng duy nhất là quan hệ với chính quyền. Mối quan hệ này giúp hai bên thực sự hiểu nhau, đặc biệt là khi pháp luật còn nhiều bất cập. Nhờ mối quan hệ này, doanh nghiệp có cơ hội chỉ ra những khiếm khuyết của chính sách qua quá trình thực thi. Cán bộ làm công tác quản lý nhà nước có điều kiện kiểm tra, giám sát và đề xuất kịp thời điều chỉnh các lỗ hổng để công tác quản lý nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, đằng sau mặt tích cực thì mối quan hệ doanh nghiệp chính quyền chuyển sang giai đoạn mà doanh nghiệp khai thác triệt để mối quan hệ này để tạo những lợi ích riêng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, tài chính. Các vụ án liên quan đến đất đai thời gian qua cho thấy hậu quả của các mối quan hệ nhằm tạo lợi ích riêng. Vì vậy, điều Bí thư Thành phố trăn trở làm sao, bằng cách nào để mối quan hệ doanh nghiệp chính quyền ngày càng trong sáng là dựa trên cơ sở thực tiễn. Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và chủ chốt quyết định Thành phố Hồ Chí Minh có vững vị trí đầu tàu kinh tế hay không. Với những bất ổn và khó khăn thực tế của nền kinh tế nói chung, doanh nghiệp phải được ưu tiên hỗ trợ và đồng hành. Bí thư yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố cần có quy chế phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp. Khi có quy chế hiệp hội và doanh nghiệp gõ cửa thành phố khi nào cũng được. Bí thư thành phố đặt sự quan tâm đặc biệt tới doanh nghiệp bằng những lời nhắn nhủ chân tình nhưng không kém phần quyết liệt. Doanh nghiệp thấy chủ trương của chính quyền thành phố đưa ra không phù hợp thì cứ gửi kiến nghị liền. Nếu Ủy ban Nhân dân thành phố không giải quyết thì cứ gửi thẳng đến tôi. Cán bộ cơ quan nào không làm đúng chức trách nhiệm vụ các doanh nghiệp cứ nhắn tin gọi điện thẳng cho tôi. Doanh nghiệp cứ tự tin phản ánh để mối quan hệ doanh nghiệp và chính quyền trong sáng hơn. Trong mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, không thể bỏ qua yếu tố thấu cảm những nhu cầu của doanh nghiệp. Hầu hết, những chia sẻ từ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cùng một nội dung là ngành nào cũng khó, ngành nào cũng khát vốn, mong muốn thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tối đa nhất có thể để tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển. Từ những chỉ đạo và quan tâm sâu sát của người đứng đầu thành ủy, những kiến nghị của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ sớm được thực thi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.